học tiếng Việt ngoan nhá, Vâng. để con nói tiếng Việt với ai. Ông ngoại, Đúng rồi, bác Hoài, đúng rồi. bác Thoa, anh Thô. Không học tiếng Việt là không yêu mẹ rồi, có phải không? Vâng. Ừ, thế em mày có yêu mẹ không? Cân nhiều mẹ. Em mày con đi đâu đấy? Cần đi picnic. À, con đi picnic với ai? Paloma. Đó, Paloma với ai nữa? Chị Bông. Với chị Bông. Thế chị Bông đâu rồi? Con gọi chị Bông đi. Chị ơi. Gọi to lên. Chị ơi. Chị ơi. Các chị cùng lúc. À, xem là cái gì đây? Merci. Con nói tiếng Việt mà. Est-ce que je pourrais avoir un euro? On va descendre chercher du pain à la boulangerie. Ok. Có mẹ có tiền. Ok. Ừ. Thế con nói tiếng Việt làm sao với mẹ nhỉ? Mẹ cần muốn mất mất tiền. Con muốn 1 euro, con muốn 1 đồng. Mất đồng. Ô Việt Nam 1 đồng, ông Phong chỉ con đi một Một euro, euro. đúng rồi, chứ không phải 1 tiền nhá. Vâng. Ừ. Cái gì? Vâng. Đấy, em mì đang xin tiền mẹ để xuống mua bánh mì nhá. Xuống mua bánh mì xong rồi là ship nữa. Ừ, bim bim, đúng rồi. Con nó cần cái gì nhỉ? Compost đi không? Ba gói compost, à ba cái loại compost đi, con ra gara con lấy nhá. Cái gì con lấy gì đấy? Tiền đây, con kiểm tra có bao nhiêu tiền bên trong. Con kiểm tra là không có bao nhiêu. Con mua cả bánh mì cho ba nhá. Pourquoi pas aussi? Ừ? Con mua 2 baguette. Oui, mais moi j'emmène le pique-nique, je reviens pas là après. À, tu parles anglais? Oui. À, d'accord. Donc je prends un euro. C'est chou? Bah pour une baguette, c'est un euro. Oh, c'est plus. Con lấy 1 euro 50. Đó, 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 em mới xin tiền mẹ đi mua bánh mì nha. Rồi. Chị Bông đâu? Gọi chị Bông ra. Con đi nước chưa? Đang muốn em mình nói với chị Bông hiểu. Con nói sao chị Bông? Đấy, thấy chưa? Lấy sách ra. Đấy nha, em mình đang chuẩn bị nước cho vào trong cái gì đây? Cái bình đựng nước ấy. Để cầm đi này. Con lấy nước lạnh không? Oui. Ừ. Con bảo cái gì em mày? Est-ce que tu bon qu'elle a des chaussures pour Cô, ça maman? con hỏi tiếng Việt Nam nói sao? Comme ça. Con hỏi tiếng Việt nói sao? Est-ce que tu bon qu'elle a des chaussures? Mẹ biết nhưng mà tiếng Việt nói làm sao? Comprends Tiếng Việt xoa xuyên là giày. mieux. Chị Bông có giày đi đi bộ không? Chị ơi. Đấy, chị ơi đấy. Chị có giày đi bộ không? Đấy, chị có giày cho đi bộ không đó? Hỏi chị Bông đó. Con hỏi cái đôi giày để con đi bộ đó. Thì mẹ con lấy gì đấy? Ừ, cái passion với compost à? Bông bông hết rồi. Ừ, kẹo đâu? Hết kẹo rồi. Ừ. Mẹ xem con lấy mấy hộp. Nhiều thế có ăn hết không? Non, oui, t'inquiète. Bah ça c'est sûr. Ừ, đấy, Et ça c'est... em ấy cầm bị chuẩn bị đi đi picnic á với chị Bông. Được hôm nắng đẹp rồi không đi, nhưng hôm nào thời tiết xấu mới đi sao. Úi giời, con đi picnic phải mặc đồ tối nhá, không mặc đồ sáng đâu. Ừ, cho đi xếp phong để ta đi xong. Ừ, đấy em ấy hiểu ngay đó. Đúng rồi. Em mày bảo là con phải mặc cái đồ nó cũ cũ và nó xấu xấu vào, không may nó bẩn thì về giặt không sao. Đây con cho mẹ xem con cầm những cái gì đi. 2 gói ship nè. À, dăm bông này. Thế con không lấy cái đĩa à? Ừ, lấy cái đĩa để đựng đồ đi. Con phan go la chết chỉ ba gác. J'en cours mieux. Ừ, con lấy cái gì đấy? Úi giời, chị đi, chị lấy cái gì của mình đây? Comme ça, par exemple. Comme ça, quand c'est fini, je peux remettre dedans. Đấy, tổng đồ chuẩn bị picnic nhá. Con kêu mẹ là mua cho con cái gì thì mẹ mua đúng cái đấy. Ờ, thế tomat của con đâu? Tomat sao ghi đâu? À đây, đúng rồi. Cà chua. Đúng không? Có biết cà chua không? Con biết à? Ừ.
Thế hôm nay đi chơi với Paloma thì nói tiếng Pháp chị Bông nhá. Ok. Nói 100% tiếng Pháp nhá. Vâng. Phim. Hả? Phim. Con muốn phim à? Ừ, nếu con phim cho mẹ. Chị Bông elle prendra ça dans son sac. Ừ. Je prends ça avec moi. Không sao, con để chị Bông cầm một ít không sao. Ok. Ừ. Em mẹ con nhớ mẹ dặn sao không? Con hiểu. Con hiểu là con làm hôm nay đi picnic hay làm cái gì? Nói tiếng Pháp với chị. Đúng rồi, nói tiếng Pháp với chị, nói tiếng Pháp với Paloma, kêu Paloma nói tiếng Pháp với chị Bông nhá. Vâng. Cả một ngày này chỉ nói tiếng Pháp thôi nhá. Em mẹ. Cái đứa gửi con lau tay. À, c'est bien ça. Ừ, thế con cầm đi. Em mẹ nhớ mẹ dặn không? Đúng rồi, cầm giấy đi. Em mẹ có nhớ mẹ dặn không? Con nói tiếng Pháp giống như là hôm con đi Lyon với chị Bông đó. Ok. Maman, je prends des gobelets aussi. Ok. Đó, chị cầm cả ly đi. Ơ, không có ly nhựa à? En plastic, c'est mieux. Ils sont plastiques. À, moins lourd, mais l'autre c'est moins lourd, non? Bah oui, mais comme ça, si on pose. À, là ok. Đó, con không viết tên vào. L'autre tên là non. Non, xin non, thông bay. Mấy bánh mì con để vào sách của ai? Je vais prendre. Cái gì? Je vais dans mon sac. Ok. Nặng không? Nặng không? Nặng quá. Nặng lắm, nặng quá. Ba lạnh. Nặng. Nặng. Nặng sao vì đi lùa. Nặng. 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 C'est N. Oui. N. A avec accent comme ça. Nặng. N G. Nặng. Ừ, nặng. E lạnh sao vậy đi? L A N H. Lạnh. Đúng rồi, lạnh đúng rồi. Lạnh. Cái này là nặng. 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 À em ơi, thứ tư tuần sau, mercredi prochain. C'est mama j'en ai vous pour toi prendre le cours vitamin sur internet nhá. Okay. Con có đồng ý không? Con đồng ý nhá. Con đồng ý không? Con có. Con có thế. Học tiếng Việt ngoan nhá. Vâng. Để con về Việt Nam con làm gì nhỉ? Con nói tiếng Việt với ai? Ông ngoại. Đúng rồi. Bác Hoàng. Đúng rồi. Bác Thoa. Bác Thoa đúng rồi. Bác Oanh. Bác Oanh rồi ai nữa? Lý Tuyết. Quý. Đúng rồi, giỏi lắm. Cậu Đức. Cậu Đức. Mợ Phượng. Mợ Phượng, ô em mày giỏi quá. Cái gì? Về. Với ai nữa? Anh Đài. Anh Đài. Anh Lộc. Anh Lộc. Chị Hoàng Linh. Chị Hoàng Linh. Hai An. Em Khánh An. Em Hai An. Em Bín. Em Bín. Để xem chị Ngọc Hà. Chị Ngọc Hà. Chị Ngọc Anh. Chị Ngọc Anh. Anh Hô. Anh Minh Hô. Đó, anh Minh Hô biết. Muốn. Chị Muôn thấy chưa? Con của anh trai Mai biết xíu nhưng mà em mới biết là anh với chị nhá. Có nghĩa là vì con của anh trai Mai thì sẽ gọi là anh là chị. Đó. Còn lớn thì vẫn gọi là em. Đúng rồi. Con phải học tiếng Việt để nói chuyện với gia đình mình ở ở đâu? Việt Nam. Đúng rồi, ở Việt Nam. Đúng rồi, em mày giỏi lắm. Thế khi con học tiếng Việt con dạy em lui nhá. Đợi, nếu mà em lui muốn. Nhưng mà em lui thì mẹ không chắc là em muốn đâu. Lui không ngoan rồi. Không học tiếng Việt là không yêu mẹ rồi, có phải không? Vâng. Ừ, thế em mày có yêu mẹ không? Con yêu mẹ. Ừ, con yêu mẹ thế con phải sao nhỉ? Con yêu mẹ thì con phải sao nhỉ? Con học tiếng Việt. Đúng rồi, học tiếng Việt và nói tiếng Việt với mẹ. Đúng rồi. Đấy mà mẹ lúc nào cũng hỏi con câu hỏi giống như vậy đấy. Rồi, đúng rồi, phải mặc cái này gọi đi picnic chứ trời ơi. Ra, để đồ vào túi. À con cầm cái tờ giấy con ghi hôm qua chưa? Con đánh vào máy con để đây rồi. Thế người ta điện cho con đọc của gì? Thế gửi luôn cho em mê chứ không nhìn trực tiếp nói được. Tại vì lúc đấy mình phải tập trung. Nghe rõ chưa? Chứ không thể là không tập trung được.
Mấy lại điện thoại con có pin chưa? Rồi, đầy. Rồi, đầy pin, con cứ gửi cho em ấy chắc chắn nhá. Vâng. Tại vì lúc đó là con phải tập trung, chứ không thể không tập trung được. Trên nào giờ đi picnic mà trang điểm hả? Xinh gái. Hôm nay thời tiết là ngoài trời xấu xấu đấy. Cẩn thận, nó đang sương mù, đang ướt, nhưng mà chắc bọn con sẽ đi xe đạp tới nhà Paloma. Ừ. Paloma xong rồi chắc là chiều mới ra ngoài. Chắc là 12 giờ trưa, ăn sáng chưa? Con ăn rồi, con ăn rồi. Thế nên là ăn vào 1 giờ chiều thì không đói. Phải nhớ là mấy giờ có điện thoại? 1 giờ 45 ạ. Đúng rồi, 1 giờ 30 cô sẽ điện. Vâng. Ừ. Gửi cho em là chắc chắn hết. Xong rồi là kêu em là 1 rưỡi là đưa điện thoại cho con cầm. Để cho con cho. Chị em chị Bông sẽ gửi photo cho Putoa. Đó, sau là chút nữa đấy, 1 giờ 45 em Win là con xanh, chị Bông ấy cút telephone. Okay. Ừ, đang đi vu. Thì chị đón telephone là chị Bông. Si kì đơ là kì đơ mang đơ phô ma xong được chị Bông. Chị Bông với chú đìa. Gặp lễ Win là thẳng. 1 giờ 30 đưa điện thoại chị Bông nhá. Vâng. Ừ, con phải nhắc em quên đó. Chị. C'est bon, j'ai enregistré. Chị ơi. Chị gì ơi? Con gọi chị. Không, Louis không được đi. Em mẹ không cho đi. Đó, thấy chưa? Và tại sao cho Louis đi? Em mẹ đây là bạn của em mẹ mà. Vâng. Con đi đôi giày nào? Đó, con cho cái đồ kia vào trong túi con đi. Nó mét valo xuống để vào. Mỗi chị em cũng lấy một ít. Hai chị em đấy, buổi picnic. Bông được nghỉ một tuần. Là em mẹ dẫn chị đi Lyon khám phá. Thăm Lyon, xong Bông là bảo ôi trường con ngay ở đây mà con không biết. Xong rồi hôm qua thì đi, chị có lạnh không? Hôm qua thì đi, à con nặng không hả? Ừ, đấy. Nặng. Hỏi chị có nặng không? Hôm qua thì chị Bông đi xe đạp với Lui, hôm nay thì đi picnic. Đó, đẹp lắm, đó, êm mềm. Ôi, đi đôi giày đấy không được đâu nhá, giày trắng. Thế lấy cái đôi giày của cô đi. Đôi này à? Ừ. Có sợ lạnh không? Không ạ. À. Không sợ lạnh. Nhưng mà sợ nó bị nhỏ thôi, chân cô bao nhiêu ấy? Thế sự lấy bị nhỏ chân con sao to hơn chân cô được? Thế rất to hơn chân cô. Không sợ thấy nhỏ lắm. Thấy nhỏ lắm. Nếu mà nhỏ cô cho cái nữa, cô cho mượn cái đôi giày nữa khác. Con cứ mở cái dây ra là đi được. À, được. Thì có chuyện chân con to hơn chân cô. Sao con cười? Em mẹ cười gì? Tiếng Việt nói sao? Con không biết. Con không biết á? Ừ? Chân nói sao? Chân của mẹ. Không, chân của chị Bông. Oh, mẹ acheté par le tétien, par le tétien. Oui, mẹ chị Bông đi giày của mẹ mà nói sao? Chân của chị Bông. Bé. Thỏ lên. To, chứ không phải bé. À, chân to. Của chị Bông to. Ừ. Đơn nữa em đang bật nói tiếng Việt mà. À. Hôm nay cô bảo là phải đi nói tiếng ngữ Pháp 100% cả ngày nhá. Tối về kiểm tra nói tiếng Việt ăn đòn. Đấy. Em bảo là em mới đùa thôi chứ chân chị Bông nhỏ, chân mẹ em chân to. Sợ có chị giận đấy. No. Em mẹ, tối đi về nhá. Mẹ kiểm tra tiếng Pháp của chị Bông nhá. Ok. Chị Bông. Là... Đó. Mẹ nói con 30 lần rồi. Nếu chị Bông không giỏi tiếng Pháp mẹ đánh đít em mẹ nhá. Con biết đánh đít là gì không? À, đấy hiểu ngay mẹ đánh. Ok nào, hai đứa chào ông bà cô chú cái nào. Chào ông bà cô chú. Rồi. Rồi. Bây giờ là con với em mẹ đi sang đi mua bánh mì xong rồi đi thẳng sang nhà Paloma. Đó, sau đó là mới đi picnic ở đó. Có nghĩa là Paloma nói là biết chỗ đi. Biết chỗ đi picnic rất là hay. Ừ, con đi xe của Lui. Biết chỗ đi rất là hay thì Paloma dẫn đi. Ok, bây giờ thì hai chị em với lại Bông đi picnic nhá. Em ấy nói là sẽ quay phim cho mẹ. Em ấy con nhớ quay phim cho mẹ nhá. Sẽ quay phim cho mẹ, mai sẽ chia sẻ tới cô chú anh chị các bạn sau. Bây giờ thì Mai chỉ chia sẻ một chút những ngày nghỉ của chị Bông là về nhà Mai chơi. Là em ấy dẫn đi chơi này, rồi Lui dẫn đi xe đạp vòng làng này. Hôm qua chị Bông đã thở hết hơi rồi đó. Kêu như là bò này. Rồi. Cơm gạo ST25 thì cứ ăn nhiệt tình ba bát. Xong bắt đầu là đi xe đạp không chịu đi. Ok, cho Mai xin dừng video ở đây. Nếu cô chú anh chị và các bạn yêu thích video của Mai, chia sẻ thế cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé.
Cảm ơn mọi người. Bye bye. Bye bye. Chào con. Con đi theo em ấy nhá. Đây hai chị em. Đi xuống cái gì đây? Nói tiếng Pháp. Đó, bây giờ hai chị em cứ lên dốc vào dòng xe nhá. Đó, em ấy đang nói tiếng Pháp với chị Bông ấy. Rồi. Hai chị em cứ lên dốc vào dòng, còn đâu là lui thì lên hết dốc, không vấn đề gì cả.